quý vị đang theo dõi bản tin tối của đài truyền hình VTV cùng với Phương Thảo và Đức Tiến và bây giờ là phần tin Á Châu trở lại với Phương Thảo và kính thưa quý khán giả bản tin Á Châu cho thấy rằng Trung Quốc đã bị yêu cầu làm rõ về việc thử nghiệm vaccine COVID-19 tại Papua New Guinea chính quyền của Papua New Guinea mới đây đã yêu cầu phía Trung Quốc làm rõ về thông tin đã cho rằng các công nhân của nước này được tiêm vaccine thử nghiệm để ngừa COVID-19 trước khi đến làm việc tại Papua New Guinea. Theo như thông tin đã được báo điện tử của người Australia trích dẫn, thì trong một công hàm được chính quyền của Papua New Guinea gửi đến Đại sứ Trung Quốc vào ngày 20 tây tháng 8, thì Papua New Guinea đã yêu cầu cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc làm rõ về các thông tin bao gồm có lý do phía Trung Quốc đã không thông báo cho chính quyền địa phương về việc thử nghiệm vaccine COVID-19 đối với các công nhân của công ty Ramu Nico trước khi họ đến Papua New Guinea. Các bằng chứng cũng cho thấy số công nhân này đã tự nguyện tham gia về việc thử nghiệm vaccine và chương trình thử nghiệm đã được cơ quan đó thẩm quyền cấp phép. Việc phát triển và chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 được thực hiện tại Trung Quốc. Các rủi ro tiềm ẩn nếu có và quy trình chăm sóc sức khỏe đối với số công nhân này nếu họ cần phải nhập viện. Cũng trong ngày hôm qua, thì người đứng đầu của cơ quan kiểm soát dịch bệnh Papua New Guinea là ông David Manning đã ban hành lệnh cấm thử nghiệm vaccine COVID-19 chưa được cấp phép tại nước này và đồng thời không cấp phép cho một chuyến bay đã chở 180 công nhân Trung Quốc nhập cảnh vào Papua New Guinea. Và trở lại với câu chuyện của Trung Quốc thì Trung Quốc đã lên án việc xuyên tạc ảnh đại sứ giảm lưng Thưa quý vị, Trung Quốc cho rằng ảnh đại sứ của nước này ở Kiribati giảm lên lưng người dân bị xuyên tạc nhằm làm tổn hại quan hệ giữa Bắc Kinh với quốc đảo này. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong cuộc họp báo Bắc Kinh vào ngày hôm nay, đại sứ Trung Quốc Tang Songgen đã tham gia buổi lễ chào đón truyền thống theo yêu cầu của chính quyền tại nơi đây, nhân dân địa phương và vì sự tôn trọng đối với văn hóa truyền thống của Kiribati. Ông Triệu cho rằng một số người đã tìm cách vu khống Trung Quốc về sự việc này, nhưng nỗ lực của họ nhằm làm tổn hại mối quan hệ của Trung Quốc với các quốc đảo sẽ không thành công. Theo tờ Global Times, cũng đã cho rằng bức ảnh đã bị xuyên tạc nhằm làm tổn hại hình ảnh của Trung Quốc. Tuyên bố được đưa ra sau khi bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội gần đây về chuyến thăm của đại sứ Tan đến thăm với đảo Marrakech của Kiribati vào đầu tháng. Khoảng 30 thanh niên địa phương đã nằm úp xuống đất để cho đại sứ Thăng của Trung Quốc bước đi trên lưng của họ. Hai người phụ nữ mặc trang phục truyền thống dắt tay ông ở hai bên. Tư lệnh Constantine Pajotto, tùy viên quốc phòng Mỹ tại năm quốc đảo trên Thái Bình Dương, bao gồm cả Party, viết trên trang mạng rằng ông chưa bao giờ tưởng tượng ra cảnh đi trên lưng những thanh niên lại là hành động được chấp nhận ở một đại sứ của bất kỳ quốc gia nào. Và vẫn tiếp tục là bản tin của Trung Quốc đã cho biết rằng Trung Quốc đang diễn tập bắn đạn thật tại biển Hoa Đông. Với hai khu trục hạm và một hộ vệ hạm của Hải quân Trung Quốc đã tham gia huấn luyện bắn đạn thật để đối phó với tên lửa tại biển Hoa Đông. Khu trục hạm Hàng Châu, Thái Châu và hộ vệ hạm Từ Châu của hạm đội Đông Hải thuộc Hải quân của Trung Quốc đã diễn tập bắn đạn thật tại biển Hoa Đông. Theo như CCTV vào ngày 20 tây tháng 8 đưa tin, nhưng đã không thông bố về địa điểm và thời gian cụ thể. Các chiến hạm diễn tập khoa mục thả khói ngụy trang và di chuyển vào màn khói để tránh tên lửa của đối phương. Khu trục hạm Hàng Châu đã sử dụng tổ hợp phòng không tầm rất gần là AK-630 để tiêu diệt mục tiêu tên lửa giả định. Video của CCTV cũng cho thấy các chiến hạm diễn tập bắn pháo AK-130 phóng rocket chống ngầm RBU-1000 và vận hành tổ hợp phóng mồi nhữ là PK-2 truyền thông của Trung Quốc cũng đã đưa tin về cuộc diễn tập sau khi khu trục hạm USS Merston của Hoa Kỳ và JS Suzuki của Nhật Bản đã được huấn luyện chung tại biển Hoa Đông vào tuần trước. Trong đợt huấn luyện, thì các chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ và lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản đã phối hợp để sử dụng trực thăng, liên lạc và di chuyển theo đội hình. Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ cũng cho biết trong một thông cáo vào ngày 19 tây tháng 8 và em gái của ông Kim Jong-un có thể đã tiếp quản một phần quyền lực. Theo cơ quan tình báo của Hàn Quốc nói, lãnh đạo Triều Tiên đã chuyển một phần quyền lực cho em gái, song phủ nhận Kim Jong-un gặp vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Nghị sĩ Ha tae Kyung thuộc đảng đối lập tương lai thống nhất nói với các phóng viên sau cuộc họp kín giữa Quốc hội Hàn Quốc với cơ quan tình báo quốc gia gọi tắt là NIS ngày hôm nay liên quan tới Kim Jong Un, việc ủy thác quyền lực đã được đề cập. Theo NIS, Kim Yo Jong, em gái của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, được giao phụ trách các vấn đề về Mỹ và Hàn Quốc. Hành động này dường như nhằm giảm gánh nặng trách nhiệm cho Kim Jong Un, nhưng NIS phủ nhận vì ông Kim gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào. Kim Jong Un vẫn nắm quyền lực tuyệt đối, nhưng so với trước đây, một số quyền lực đã được chuyển giao từng chút một nghị sĩ Ho nói thêm rằng lý do chuyển giao là mức độ căng thẳng rất cao của Kim Jong-un trong vai trò điều hành đất nước. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với Kim Yo Jong, phó chủ nhiệm thứ nhất của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đã được chọn kế nhiệm anh trai, nghị sĩ Hàn Quốc nhấn mạnh. NNS cũng cho biết không chỉ riêng Kim Yo Jong, Park Bong Yil, Phó Chủ tịch Ủy ban các vấn đề nhà nước và Tân Thủ tướng Kim Dottun cũng đã được giao quyền giám sát các chính sách về kinh tế. Và máy bay an của Hoa Kỳ cũng đã diễn tập cùng với hàng không mẫu hạm gần với Nhật Bản. Bốn máy bay an tạc B-1 đã được cất cánh từ căn cứ Hoa Kỳ tới vùng biển gần với Nhật Bản để diễn tập cùng với nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Ronald Reagan. Hai máy bay oanh tạc B-1 Lancer đã xuất phát từ căn cứ không quân Travis của tiểu bang Texas, cùng với hai chiếc B-1 khác từ căn cứ Anderson của đảo Guam vào ngày 18 tây tháng 8 đã bay đến biển Nhật Bản để diễn tập. Bốn tiêm kích F-15C của Hoa Kỳ được xuất phát từ căn cứ Kadenda trên đảo Okinawa của Nhật Bản, sau đó đã gia nhập vào đội hình máy bay của máy bay oanh tạc B-1. Các máy bay này sau đó đã đến hội quân cùng với nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan để tham gia về cuộc diễn tập quy mô lớn với tiêm kích là F-35 của Thủy quân lục chiến, được đóng tại căn cứ Iwakuni và tiêm kích F-15J của lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản. Hoạt động diễn tập trên biển nhợm của Nhật Bản được diễn ra trong vòng 24 tiếng cũng cùng ngày, thì hai máy bay oanh tạc tàng hình B-2 Spirit cũng đã được đưa đến cơ sở để giúp đỡ cho Hải quân Diego Garcia và bay đến Ấn Độ Dương để huấn luyện chuyến thuật chung. Tuy nhiên, thì địa điểm, lực lượng tham gia và khoa một huấn luyện không được công bố. Theo như Richard Berman, là sĩ quan chỉ huy hoạt động của Liên đoàn Không quân Thủy luật Chiến, đã cho biết rằng tiêm kích F-35B đã hộ tống máy bay oanh tạc Mi-1 và đóng một vai trò là tai mắt di động cho cả nhóm máy bay đang tham gia huấn luyện. Và một vụ tai nạn chết người tại cầu trượt bằng kính dài gần 1.000m ở Trung Quốc. Theo tờ Daily Mail cho biết, thì mưa lớn đã xảy ra sau khi các du khách đang sử dụng cầu trượt bằng kính, khiến họ đã bị mất kiểm soát và lao nhanh xuống dưới, đâm vào nhau gây thương vong. Vụ việc xảy ra vào ngày 19 tây tháng 8 tại một địa điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, nhưng mới được truyền thông đã đăng tải trong những ngày gần đây. Điểm du lịch này có một cây cầu kính đặc biệt được thiết kế theo dạng cầu trượt giúp du khách trượt dần xuống mặt đất từ trên một ngọn núi. Cầu trượt kính này dài khoảng 986 m Cầu trượt bằng kính mới được đưa vào sử dụng từ tháng 8 năm 2019 với mục đích tạo điều kiện để du khách xuống núi một cách dễ dàng hơn. Trong một video do quảng cáo, du khách trượt từ trên cao xuống mà không có bất kỳ máy bảo hộ nào. Video do truyền thông Trung Quốc đăng tải cho thấy cảnh nhiều người bị thương nằm la liệt chờ cứu cấp ở điểm cuối cùng của cầu kính không ít người đã nằm bất động hoàn toàn. Những người bị thương được đưa tới Bệnh viện Nhân dân ở tỉnh Liêu Ninh để được điều trị đa chấn thương. Đại diện của công viên này, thung lũng Hungu, thông báo có một du khách hôm nay không may đã tử vong và nhiều người đang bị thương nặng. Những người nhập viện đều trong tình trạng sức khỏe đã được ổn định trở lại. Và Đài Loan cũng đã tuyên bố sẽ không yếu đuối. <laughs> Theo như cơ quan phòng vệ của Đài Loan vào cuối ngày 20 tây tháng 8, đã đăng tải về đoạn video các cuộc tập trận của vùng lãnh thổ này lên trang Facebook để nhằm đáp lại những hành động đã gây sức ép về quân sự của quân đội Trung Quốc trong thời gian gần đây. Theo như Reuters, thì Đài Loan đã tuyên bố không khiêu khích, nhưng cũng không chứng tỏ yếu đuối trước các hành động quân sự của Trung Quốc. Cơ quan phòng vệ Đài Loan đã nhấn mạnh, tuyệt đối không nên xem nhẹ quyết tâm phòng vệ của Đài Loan Tuyên bố đã được đưa ra sau khi quân đội Trung Quốc vào gần đây đã thực hiện một số cuộc tập trận và đã công bố rằng tập trận là nhắm thẳng vào Đài Loan. Quân đội của nước này cũng đã điều máy bay chiến đấu đến gần với Đài Loan. Trong lúc thì Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar cũng đã đang đến thăm vùng lãnh thổ từ ngày 9 cho đến ngày 11 tây tháng 8. Theo như hãng thông tấn CNA vào ngày 20 tây tháng 8 đã dẫn nguồn tin tiết lộ do một tàu do thám của Trung Quốc đã xuất hiện gần với bờ biển phía đông của Đài Loan. Trong lúc thì vùng lãnh thổ này đã phóng thử tên lửa vào các ngày 13 cho đến ngày 14 và ngày 17 cho đến ngày 18 của tây, tháng 8. Và mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng, hàng triệu người dân Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề. Mưa lớn đã gây ngập lụt ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ và các vùng ngoại ô lân cận, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng triệu người dân nơi đây. Các con đường hầm chui và khu dân cư ở ngoại ô Gurgaon của New Delhi đã bị ngập trong nước vào ngày 19 tây tháng 8. Chính quyền địa phương đã buộc phải cắt điện ở một số địa điểm. Các bè xuồng đã được sử dụng để di tản người dân trong khu vực. Ở thủ đô New Delhi, người dân đến nơi làm việc phải chật vật vượt qua những vũng nước sâu, xe và xe bus bị nhấn chìm trong cơn mưa xối xả, làm gia tăng tình trạng rủi ro trong khi giao thông ở thành phố 20 triệu dân này. Tại một bảo tàng ở Jaipur, tiểu bang Rajasthan, các nhân viên cho biết họ buộc phải đập mở tủ kính trưng bày để di dời xác ướp Ai Cập 2.300 năm tuổi trước khi nước mưa tràn vào mưa lớn, lũ lụt nghiêm trọng trong những ngày gần đây cũng đã ảnh hưởng đến các tiểu bang của phía Bắc và phía Đông của Ấn Độ. Theo đại diện Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết, đã có 847 người đã thiệt mạng trong mùa mưa năm nay trên toàn Ấn Độ. Và quay trở lại với bản tin Trung Quốc cũng đã tạm ngưng về hiệp định tương trợ tư pháp với Hoa Kỳ. Chiều ngày 20 tây tháng 8, thì trong khi Bộ Thương mại của Trung Quốc cho biết sẽ điền đàm với Hoa Kỳ về vấn đề thương mại, thì Bộ Ngoại giao của nước này đã tuyên bố tạm ngưng về hiệp định tương trợ tư pháp với Hoa Kỳ nhằm để trả đũa Washington đã dừng ba thỏa thuận với Hồng Kông. Trong một cuộc họp báo tổ chức vào ngày 20 tây tháng 8 tại Bắc Kinh, khi được hỏi về việc tổ chức các cuộc hội đàm rà soát về thỏa thuận thương mại giữa Bắc Kinh và Washington, thì người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Thương mại Trung Quốc là Cao Phong đã xác nhận Trung Quốc và Hoa Kỳ đã thỏa thuận sẽ điền đàm trong những ngày gần đây. Trước đó, thì một nguồn tin thảo tin tiết lộ với truyền thông của Hoa Kỳ. Mặc dù là hai bên vẫn chưa ấn định được ngày cụ thể, nhưng phiên rà soát thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 sẽ sớm được diễn ra. Cũng được biết, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã lên kế hoạch để thực hiện phiên họp rà soát về thỏa thuận thương mại vào tuần trước, nhưng đã bị hoãn lại. Cuộc gặp được dự kiến diễn ra dưới hình thức là hội đàm trực tuyến giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hoạt và đại diện thương mại là Robert Lantizer và Bộ trưởng Tài chính Stephen Murchin. Vào ngày 18 tháng 8, thì Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố ông đã hủy cuộc đối thoại ra soát với phía Trung Quốc và đồng thời khẳng định Hoa Kỳ cũng đã dừng thảo luận về thỏa thuận thương mại giai đoạn kế tiếp. Và thưa quý vị, tiếp sau đây là phần tin bảo trợ cho chương trình. Sau đó chúng ta đến với tin Hoa Kỳ và tin Việt Nam. Cảm ơn quý vị rất nhiều.